con hay sao? Có đóng không?
Anh Thắng sao con? Anh Thắng bị đông hả? Anh Thắng đi đâu hả? Anh Thắng đi học quân sự. Anh Thắng đi đâu? Anh Thắng đi học quân sự con. Em chết lắm. Em thương nhà người ta mấy ngày nay á, là anh Thắng không? Chị nhớ nè, vậy nó bị Thắng thấy thương không? Anh nhận anh nó đi làm xong chiều chiều dưới luôn.
thì bữa nó nói là đò theo là đi cái bữa nó nói là chiều thứ bảy nó lên nó đâu mà là xong đi dưới luôn tại vì nó spray ai con